Chào các bạn thân mến. Với mỗi học sinh chúng ta, mùa hè luôn đem lại thật nhiều điều thú vị, phải không nào? Chúng ta được thỏa thích vui chơi cùng bạn bè, được cùng gia đình đi du lịch đó đây, hay về quê thăm ông bà, và thật nhiều điều thú vị khác nữa. Với các bạn học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3, còn có thêm một niềm vui nữa, đó là các bạn được tham gia vào chuyến trải nghiệm sáng tạo Một ngày em tập làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam do nhà trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức. Ngay bây giờ, chúng ta cùng xem chuyến trải nghiệm của các bạn ấy có những điều gì thú vị nhé! Hồi hởi, háo hức, đó chính là tâm trạng chung của các bạn học sinh trước mỗi dịp được tham gia vào những buổi trải nghiệm như thế này. Hôm nay các bạn học sinh trường tiểu học Phú Hòa 3, thành phố Thủ Dầu Một được tham gia vào chuyến trải nghiệm Một ngày em tập làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cùng các chú bộ đội tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đó các bạn. Trong khuôn viên rợp bóng cây xanh với những khoảng sân rộng rãi, thoáng mát, các bạn nhỏ đã có dịp được xem và trực tiếp tham gia trải nghiệm rất nhiều những hoạt động thú vị. Đây chính là các hoạt động sinh hoạt, luyện tập thường ngày của các chú bộ đội đó các bạn. Hoạt động đầu tiên trong ngày sau khi vệ sinh cá nhân đó là hoạt động xếp nội vụ, bao gồm việc sắp xếp chăn màn và dọn dẹp quân tư trang. Các bạn thấy cách sắp xếp chăn màn của các cô chú thế nào? Ồ, rất cẩn thận, vuông vức và gọn gàng các bạn ha. Chỉ một việc làm nhỏ, song cũng chính là cách để các chú bộ đội rèn luyện tính kỷ luật ngăn nắp và khéo léo đó các bạn. Các bạn biết không, sự ngăn nắp gọn gàng có ảnh hưởng tới cả sức khỏe, công việc và học tập của chúng mình đấy. Khi chúng ta tạo được thói quen ngăn nắp gọn gàng, nghĩa là chúng ta sẽ tạo cho mình một môi trường tốt, một tinh thần thoải mái. Từ đó có được suy nghĩ sáng suốt, kết quả của công việc và học hành từ đó cũng được tốt hơn. Vậy ở nhà, các bạn đã tập cho mình thói quen gấp chăn màn sau khi ngủ dậy chưa nè? Nếu chưa thì ngay từ bây giờ, chúng ta hãy học tập các chú bộ đội nhé! Ngay sau khi học cách xếp nội vụ, các bạn nhỏ đã được xem các chú bộ đội tập thể dục và biểu diễn võ thuật. Bài thể dục không chỉ là để rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ, mà còn thể hiện tính kỷ luật, tác phong mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh nhẹn, phối hợp đội hình đội ngũ đều và đẹp. Việc rèn luyện thể lực đã trở thành món ăn hàng ngày. Nhờ thế, sức khỏe của bộ đội không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt các bài kiểm tra sức khỏe hàng năm, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nếu học sinh chúng ta ngay từ nhỏ đã tạo được cho mình thói quen luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ nâng cao được tính tự giác, chủ động trong mọi công việc. Tiếp đến là hoạt động thăm vườn tăng gia sản xuất của các chú bộ đội. Không chỉ giỏi luyện tập để sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ còn tham gia vào việc gia tăng sản xuất. Những vườn rau xanh tốt, ngay hàng thẳng lối này hẳn đã được đổi bằng rất nhiều những giọt mồ hôi của các chiến sĩ. Đến đây các bạn đã có dịp trải nghiệm việc trồng rau và thu hoạch nông sản do các chiến sĩ trồng được, từ đó thấy được giá trị của lao động, biết yêu thiên nhiên và môi trường hơn phải không nào? Sau buổi nghỉ trưa, các bạn lại được các chú bộ đội đưa đi thăm phòng truyền thống của đơn vị. Qua những hình ảnh và hiện vật trưng bày, các bạn học sinh đã có dịp để hiểu thêm về lịch sử, hiểu thêm về công lao đóng góp của những thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do. Phòng chính trị phối hợp với các cơ quan có liên quan
làm tốt mọi công tác chuẩn bị để đón các cháu trường tiểu học Phú Hòa Ba vào tham quan, học tập, trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ cho các cháu học sinh. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua cái nội dung học tập này đã giúp cho Bộ Chỉ huy làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng là các cháu là học sinh tiểu học. Qua các hoạt động trải nghiệm này thì với tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tạo được cái sân chơi lành mạnh cho các cháu thiếu nhi đến tham quan học tập tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đặc biệt là tham quan nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp cho các em, các cháu thấy được cái truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức cách mạng đối với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Hàng năm thì trường tiểu học Phú Hòa Ba đều phối hợp với Bộ Chỉ huy sự tỉnh tổ chức cho các em học sinh với một ngày với chủ đề là một ngày các em làm chiến sĩ. Thì đối với tôi thì khi mà cảm nhận được là các em tham gia một cái ngày hội này là rất là có ý nghĩa. Vào đây thì các em được trải nghiệm rất là nhiều các cái hoạt động ở trong quân đội của mình. Thì qua các cái hoạt động này đã giáo dục được cho các em rất là nhiều các tính như là đoàn kết hơn, kỷ cương, rồi các em có tính cẩn thận trong học tập và nhất là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thầy cô, bạn bè. Đây là một cái hoạt động tôi nghĩ rất là có ý nghĩa đối với các em học sinh. Tham gia vòng đó là con rất là vui vì con có thể ngắt những cái lá vàng và được thấy những con sâu, với lại là con thấy những cái lá cây nó rất là xanh, chứng tỏ là những chú bộ đội là rất chăm chỉ để mới có được những cái cây vòng tay xanh tươi như vậy. Có học được là những thứ các chú bộ đội là rất là chăm chỉ, tốt bụng mà mình ăn có nền nếp, cách xếp mồng mền ngăn nắp gọn gàng, là về nhà là con sẽ xếp mồng mền giống như vậy. Các chú bộ đội rất là dễ thương và mạnh mẽ, con yêu các chú bộ đội. Thân mến, qua trải nghiệm một ngày em tập làm chiến sĩ, các bạn trường tiểu học Phú Hòa Ba đã nhận được cho mình một bài học bổ ích cùng những kỷ niệm thật đáng nhớ cùng bạn bè, thầy cô và các chú bộ đội, phải không nào?